Thưa quý vị các bạn, hòa chung vào dòng chảy báo chí cả nước, báo chí cách mạng tỉnh Bình Dương, trong đó có Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương đã không ngừng lớn mạnh, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của một tỉnh luôn đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy khối, các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương những năm qua, Đảng ủy và Ban giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng đảng bộ đài trong sạch vững mạnh. Đội ngũ đảng viên, cán bộ viên chức luôn được đào tạo, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm bắt kịp thời những tiến bộ khoa học kỹ thuật, làm chủ khoa học công nghệ, vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng được những đòi hỏi nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày 19 tháng 7 năm 2023, Đảng bộ Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đây là dịp để các đảng viên trong toàn đảng bộ cùng nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế thiếu sót, từ đó rút ra kinh nghiệm để đề ra những giải pháp hiệu quả trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần xây dựng đảng bộ ngày một phát triển, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương có 7 chi bộ trực thuộc sắp xếp theo các phòng với 160 đảng viên trên tổng số 211 cán bộ viên chức. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng đảng về chính trị thực chất là nâng cao trình độ lý luận cho mỗi cán bộ đảng viên. Để vận dụng, Đảng ủy Đài đã xây dựng kế hoạch quán triệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 11, chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về các nội dung cốt lõi của kết luận số 21, quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021. Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về những điều đảng viên không được làm và hướng dẫn số 02 của Ủy ban Kinh tế Trung ương thực hiện quy định số 37, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo bước chuyển biến thực chất, rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Đảng ủy luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng trình độ chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ viên chức, cử gần 50 lượt đảng viên, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn để nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các công tác chuyên môn, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Đài thực hiện đầy đủ việc cử cán bộ, đảng viên nghe các buổi thông tin thời sự, hội nghị chuyên đề do Đảng ủy khối tổ chức, chọn lọc thông tin phù hợp để tổ chức phổ biến quán triệt đến toàn thể đảng viên, viên chức cơ quan. Xác định việc triển khai chỉ thị số 05 là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, căn cứ hướng dẫn của Đảng ủy khối, cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan và đoàn thể quán triệt các yêu cầu của kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đến đảng viên và quần chúng. Kế hoạch của Đảng ủy được chỉ đạo nghiêm túc đưa vào chương trình hành động của từng chi bộ đoàn thể. Yêu cầu của việc học tập làm theo Bác phải thể hiện cụ thể bằng hành động trong công tác và rèn luyện tác phong, đạo đức, lối sống. Qua học tập, quán triệt, tất cả đảng viên, cán bộ viên chức của Đài đã nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí và vai trò chỉ thị 05. Đảng ủy luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, ý thức và trách nhiệm công dân, thực hiện tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm điểm, tự phê bình và đánh giá, phân loại đảng viên được chú trọng về đúng thực chất. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được xem là nhiệm vụ hàng đầu, thể hiện qua việc phân công ủy viên thường xuyên theo dõi đôn đốc và kiểm tra. Kết quả cho thấy, hình thức và nội dung sinh hoạt chi bộ được cải tiến, chất lượng sinh hoạt được nâng lên theo hướng thiết thực, hiệu quả. Việc nắm tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan được cấp ủy chú trọng, triển khai thông qua hoạt động của cấp ủy viên các cấp, Ban chấp hành các đoàn thể và đội ngũ cán bộ các phòng. Các công việc, hoạt động cơ quan, quyền lợi cán bộ, viên chức đều được trao đổi, thảo luận công khai để đi đến thống nhất về nhận thức và hành động. Đảng ủy rà soát sửa đổi quy chế làm việc, quy chế phối hợp phù hợp tình hình mới và tổ chức thực hiện hiệu quả, quán triệt triển khai đến cán bộ, viên chức việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc. Cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó giúp hoạt động cấp ủy cơ quan đi vào nề nếp, theo hướng chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.
Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp ủy đã lãnh đạo đảng viên, viên chức, nhất là đội ngũ biên tập viên, phóng viên, nêu cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp người làm báo, thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, quy chế dân chủ và các quy định khác trong hoạt động cơ quan được triển khai sâu rộng, đem lại kết quả tích cực. Hàng tháng duy trì sinh hoạt toàn thể cán bộ, viên chức để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và đề ra chủ trương biện pháp thực hiện nhiệm vụ của tháng tiếp theo. Cán bộ, viên chức được tạo điều kiện góp ý cho đảng ủy, ban giám đốc về công việc của cơ quan và được tiếp thu, xem xét vận dụng vào thực tiễn. Trong công tác chuyên môn, thời gian qua Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đóng góp tích cực trong việc hướng dẫn nhà nước xã hội, kịp thời đấu tranh phê phán những thông tin quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào việc củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới. Các chương trình luôn đảm bảo đúng định hướng chính trị, phản ánh kịp thời khách quan các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, thực hiện tốt chức năng đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung. Bên cạnh đó, nhiều chương trình không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn mang tính giải trí cao, góp phần thỏa mãn nhu cầu được hưởng thụ và nâng cao văn hóa cho mọi tầng lớp nhân dân. BTV luôn gắn liền với uy tín và chất lượng. Cái thứ nhất là chúng tôi sẽ tập trung thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền. Tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tuyên truyền về hoạt động và lãnh đạo của lãnh đạo tỉnh để quảng bá cái Bình Dương đến với các địa phương khác trong tỉnh và các cái vùng lãnh thổ cũng như các đất nước trên thế giới có quan hệ ngoại giao với Bình Dương để sau đó là nhằm thu hút được cái nguồn đầu tư từ các cái nơi này. Cái việc thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực và trí tuệ của anh em trong đài để nâng cao cái chất lượng các cái chương trình của đài và đổi mới, mạnh dạn đổi mới các chương trình để đảm bảo nó phù hợp với cái xu hướng hiện nay. Cái thứ ba nữa là chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực về tài chính để xây dựng lại một cái trang web theo cái công nghệ mới để khán thính giả dễ tiếp cận hơn. Và một cái điều cuối cùng là chúng tôi sẽ hoàn thành các cái thủ tục về hành chính để thực hiện chuyển cái toàn bộ các cái bộ phận ở cái trụ sở cũ này vào cái trụ sở mới để đảm bảo cho công tác quản lý và thực hiện công tác tiết kiệm nó tốt hơn. Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng xác định nhiệm vụ của báo chí là phải chú trọng nâng cao tính tư tưởng, phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, giáo dục, tổ chức và phản biện xã hội của các phương tiện thông tin đại chúng vì lợi ích của nhân dân và đất nước. Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa xây và chống, tăng cường các thông tin chính thống, tích cực, chủ động để lấn át các thông tin xấu, độc, đi đầu trong phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, người tốt, việc tốt. Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tính tích cực để lùi tiêu cực, tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội, đội ngũ, những người làm báo BTV luôn đi vào từng ngóc ngách của đời sống xã hội để thực hiện tốt vai trò tiên phong của mình. Họ thực sự là những người lính trên mặt trận văn hóa tư tưởng.